hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn được lợi ích an lạc. Chỉ có người ngu si và các ngoại đạo không nghe thọ giáo pháp nên bị chìm đắm và trầm luân trong các đường. Chư Phật Thế Tôn quán nghĩa như vậy, hướng đến Bồ Tát dạy dỗ trao truyền. Vì sau khi chư Như Lai ứng chánh đẳng giác nhập Niết Bàn, các Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát dần dần viên mãn, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đem ánh sáng chánh pháp soi sáng cho các thế gian, ví như bóng mát của cây to lớn, làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo con hiểu lời Phật dạy, dạy dỗ trao truyền cho hàng thanh văn thượng, hoặc trăm hoặc ngàn cho đến vô số, đều an trụ quả A-la-hán, không bằng dùng phương tiện thiện xảo, thuyết pháp yếu thâm sâu cho một Bồ-Tát. Đó là pháp tương ưng với sáu ba la mật đa, làm cho vị ấy nghe rồi khởi niệm nhất tâm tương ưng với trí nhất thiết, pháp yếu như vậy. Đối với giáo pháp trên là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Vì sự phát tâm ấy, đối với công đức thanh văn là tối thắng nhất. Phật khen Xá Lợi Tử: lành thay, đúng như lời Thầy nói. Thầy đúng thật là đệ tử thông minh sáng suốt của Phật, nghĩa là khéo dạy dỗ trao truyền sự vô ý cho hàng Bồ Tát thừa, khiến cho họ siêng năng tu hành hạnh Bồ Tát, mau chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích an lạc lớn cho các hữu tình. Bấy giờ Phật dạy Ananda: Thầy nên thọ trì sự tu tịnh giới ba la mật đa của Đại Bồ Tát như Xá Lợi Tử đã thuyết, chớ để quên mất. Ananda bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con xin vâng lời Thế Tôn dạy. Con đã thọ trì sự tu tịnh giới ba la mật đa của Đại Bồ Tát như Ngài Xá Lợi Tử đã thuyết, chắc chắn không để quên mất, làm cho các Bồ Tát chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề mau chóng phát tâm. Vị nào đã phát tâm vô thượng Bồ Đề vĩnh viễn không thối chuyển. Nếu đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã không thối chuyển, thì giúp cho mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí. Khi Đức Bạc Già Phạm thuyết kinh này rồi, cụ thọ Xá Lợi Tử, cụ thọ Mãn Tử Tử, cụ thọ Ananda và các thanh văn Bồ Tát khác, cùng tất cả trời rồng, dược xoa, người chẳng phải người vân vân, nghe lời Phật thuyết, đều hớn hở vui mừng, tín thọ phụng hành. Hết quyển thứ 588.